Tiếp theo chúng ta cùng đến với chuyên mục Điểm hẹn văn hóa. Xin mời biên tập viên Kim Ngân. Cảm ơn chị Thanh Lan. Kính chào quý vị, kính chào các bạn. Tối qua tại Hà Nội đã diễn ra chương trình gây quỹ đầu tiên của dự án âm nhạc Music Bridge Under 25, tức là nhịp cầu âm nhạc dành cho các sinh viên học nhạc truyền thống có độ tuổi dưới 25. Đây là tâm huyết của nghệ sĩ đàn tranh Vân Ánh, một nghệ sĩ đã thành danh ở tầm quốc tế, khởi xướng nhằm giúp đỡ các bạn trẻ có tâm huyết gắn bó với vốn di sản âm nhạc của ông cha. Trong không gian âm nhạc của The Rooftop, nghệ sĩ Vân Ánh đã trình diễn những bản nhạc đàn tranh điêu luyện với sự góp mặt ủng hộ của đông đảo các nghệ sĩ tên tuổi như Mỹ Linh, Xuân Bắc, DJ Minh, kêu gọi sự ủng hộ cho quỹ Music Bridge Under 25. Đây là dự án dài hạn nhằm giúp đỡ khuyến khích các sinh viên học nhạc cụ dân tộc sáng tác cho cây đàn của mình, đồng thời cũng khuyến khích cả những bạn trẻ yêu và có khả năng sáng tác các tác phẩm cho nhạc cụ dân tộc. Bén duyên với đàn tranh nói riêng và âm nhạc dân tộc nói chung từ thuở thiếu thời, nghệ sĩ Vân Ánh đã đạt được những thành công lớn như được đề cử Oscar năm 2003 cho nhạc phim Người con gái Đà Nẵng và giải Emmy năm 2009 cho nhạc phim tài liệu Molinao 52. Tại Mỹ, nghệ sĩ Vân Ánh đã tổ chức một số buổi gây quỹ tại Fremont và California. Tại Hà Nội, sự kiện gây quỹ đầu tiên mang lại hy vọng sẽ động viên sự quan tâm của cả cộng đồng tới việc phát huy các tài năng âm nhạc dân tộc. Trong hai đêm 29 và 30 tháng 3 tới đây, tại Nhà hát lớn Hà Nội, công chúng Việt Nam sẽ được đón nhận một trong những quốc bảo của văn hóa và nghệ thuật Nhật Bản, đó là Opera Yuzuru, tạm dịch là Sự trả ơn của con hạc, với sự góp mặt của các nghệ sĩ opera hàng đầu Nhật Bản. Và một yếu tố thú vị khác nữa, đó là tổng đạo diễn của vở nhạc kịch này chính là một tên tuổi lớn của sân khấu Việt Nam, đó là nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng. Đây cũng là một trong những điểm nhấn văn hóa trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản. Nhạc kịch Sự trả ơn của con hạc dựa trên một câu chuyện dân gian vùng Sado của Nhật Bản, đề cao tinh thần đền ơn đáp nghĩa và tình yêu cao thượng không đòi hỏi đền đáp. Bốn nghệ sĩ Nhật Bản tham gia phiên bản nhạc kịch lần này tại Việt Nam đều là những tên tuổi lớn của nghệ thuật opera Nhật Bản, từng gặt hái nhiều thành công với tác phẩm kinh điển này. Tới Việt Nam với một phiên bản được giàn dựng có nhiều nét mới, các nghệ sĩ bạn đều bất ngờ và thú vị khi hợp tác với các đồng nghiệp Việt Nam, đặc biệt là đạo diễn Lê Hùng. Vở nhạc kịch này dựng trên câu chuyện của Nhật Bản, do đó chúng tôi nghĩ rằng nên diễn thế này hay làm thế này sẽ hay hơn. Tuy nhiên, đạo diễn của các bạn đã giúp chúng tôi có được những cảm thụ mới mẻ và vở diễn lần này mang đến cho chúng tôi một sức sáng tạo hoàn toàn mới. Chúng tôi tin là vở nhạc kịch này sẽ rất hấp dẫn khán giả. Lần đầu tiên một đạo diễn Việt Nam giàn dựng một nhạc kịch lớn với sự tham gia của toàn bộ diễn viên chính là người nước ngoài. Nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, sự sáng tạo trong cách biểu đạt và ngôn ngữ sân khấu để phù hợp với cách cảm thụ của công chúng Việt mà không làm mất đi những giá trị mang tính tinh hoa đã tạo nên sức sống của vở diễn. Đó là điều khiến đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Lê Hùng trăn trở sau nhiều lần đi về giữa Nhật Bản và Việt Nam để trao đổi với ekip sáng tạo vở diễn. Người phụ nữ Nhật Bản họ chiều chồng một cách ghê gớm và họ hy sinh vì chồng vì con. Việt Nam mình không thua kém gì, các phụ nữ Việt Nam mình không thua kém gì. Nhưng mà ở Nhật Bản thì họ đưa lên thành biểu tượng, họ đưa lên thành một cái câu chuyện thần thoại để ca ngợi những người phụ nữ Việt Nam. Thì tôi cho đây là một cái tinh hoa của người Nhật và rất hạnh phúc là được mang cái tinh hoa của một cái nước láng giềng mà một cường quốc như thế đến giới thiệu với dân tộc mình. Đối với tôi, Nhật Bản và Việt Nam có rất nhiều ân nghĩa và mối thâm tình qua lại. Đó là quan hệ biết ơn, tri ân, tương trợ lẫn nhau. Chính vì có những ân nghĩa qua lại như thế nên quan hệ Nhật Bản và Việt Nam mới ngày càng mật thiết như ngày hôm nay. Và vở nhạc kịch này cũng là một biểu hiện cho mối quan hệ mật thiết đó. Nhạc kịch kinh điển Yuzuru Sự trả ơn của con hạc sẽ được công diễn trong hai đêm 29 và 30 tháng 3 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đây là một cơ hội hiếm có để khán giả Việt Nam tiếp cận với loại hình nghệ thuật Bắc học này của xứ sở Phù Tang.
hôm nay là kỷ niệm tròn 38 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng. Cùng với hai công trình trọng điểm là cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý, thì tuyến cáp treo thứ 3 của Bà Nà Hills do công ty cổ phần cáp treo Bà Nà đầu tư cũng đã chính thức khai trương. Với 4 kỷ lục thế giới, việc đưa vào vận hành tuyến cáp treo thế này thực sự tạo nên điểm nhấn cho Bà Nà nói riêng cũng như thành phố Đà Nẵng nói chung cho năm 2013. Được ví là một viên ngọc quý và lá phổi xanh, Bà Nà là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của bất kỳ một du khách nào khi tới với Đà Nẵng. Nếu như trước đây, để đi từ chân núi lên đỉnh núi thì du khách phải đi qua hai ga và mất từ 25 đến 30 phút, thì ngày nay với sự vận hành của tuyến cáp treo mới này, du khách chỉ phải đi có một chặng và mất có 17 phút. Hệ thống cáp treo thứ 3 Bà Nà, Thác Tóc Tiên đã được hoàn thành với thời gian kỷ lục hơn 400 ngày. Hệ thống này được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn của Hiệp hội Cáp Treo Thế Giới, được thiết kế và cung cấp thiết bị bởi nhà sản xuất cáp nổi tiếng Doppelmay của Áo và CWA của Thụy Sĩ. Điều đáng nói, toàn bộ khâu quản lý, giám sát và thi công do Việt Nam đảm nhận. Tuyến cáp gồm 86 cabin, sức chứa mỗi cabin là 10 người với công suất 1.500 khách một giờ. Với tổng kinh phí đầu tư lên đến 30 triệu euro, khoảng 750 tỷ đồng. Tổ chức Kỷ lục Thế Giới Guinness đã chính thức công nhận tuyến cáp treo thứ 3 Bà Nà là tuyến cáp treo duy nhất đạt 4 kỷ lục thế giới. Đây là tuyến cáp một dây dài nhất thế giới với tổng chiều dài hơn 5,7 km, độ chênh giữa ga đi và ga đến cao nhất thế giới với hơn 1,3 km, chiều dài một sợi cáp không nối dài nhất thế giới với 11.500 m và có cuộn cáp nặng nhất thế giới với hơn 141 tấn. Tôi nghĩ một công trình vĩ đại với công nghệ và đẳng cấp thế giới thực sự xứng đáng với vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Đà Nẵng. Năm 2012, Đà Nẵng là điểm đến của 2,6 triệu lượt khách, thì riêng Bà Nà đã thu hút từ 700 tới 1 triệu lượt khách. Đây là một trong những núi đẹp nhất của Đà Nẵng, bên cạnh Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà. Bà Nà sở hữu nhiều điểm tâm linh, hệ sinh thái phong phú và hệ thống cơ sở hạ tầng dịch vụ tiện nghi với hệ thống cáp treo 1 và 2 đã được đưa vào sử dụng từ năm 2009. Việc khánh thành tuyến cáp treo 3 hứa hẹn bước đột phá cho du lịch Đà Nẵng. Trong năm nay thì khu du lịch đã đón gần 800.000 lượt khách. Và với việc đưa cái tuyến thứ ba này thì khả năng khu du lịch Bà Nà sẽ đón được hơn 1 triệu khách và đóng góp rất quan trọng vào quảng bá thương hiệu và một cái đẳng cấp của khu du lịch Bà Nà suối mơ. Đi trên cáp rất thích khi ngắm cảnh Bà Nà. Tôi nghĩ với cáp mới này chắc chắn lượng khách tăng lên nhiều vì đi rất tiện và nhanh. Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2020 đón 8,1 triệu lượt khách, trong đó có 1,4 triệu lượt khách quốc tế. Chiến lược của thành phố là xây dựng thương hiệu du lịch đặc trưng như cuộc thi pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, sản phẩm du lịch biển, nghỉ dưỡng kết hợp với văn hóa tâm linh, đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng, dịch vụ du lịch đẳng cấp quốc tế và môi trường du lịch lành mạnh, văn minh. Đặc san nổi tiếng Esquire với hàng triệu độc giả trên khắp thế giới đã chính thức có phiên bản tiếng Việt. Ra đời từ năm 1933, sau 80 năm phát triển, thì đặc san này được coi là biểu tượng của những người đàn ông thành đạt, hứa hẹn sẽ chinh phục khán giả độc giả của Việt Nam với những thông tin hấp dẫn. Đặc san Esquire phiên bản tiếng Việt có 120 trang, mang phong cách hoàn toàn mới trong từng chuyên mục. Nội dung được chọn lọc và biên tập nhằm đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thông tin của những doanh nhân thành đạt và các độc giả nam về các lĩnh vực chính trị, xã hội, thời trang, giải trí, sức khỏe. Được phát hành dưới 3 hình thức là báo in, iPad và website vào mỗi thứ 3 tuần cuối tháng. Đặc san này được mua bản quyền từ tập đoàn truyền thông Hearst của Mỹ, nơi sở hữu bản quyền của nhiều đặc san nổi tiếng thế giới. Sức hút của Esquire đến từ việc khai thác những câu chuyện thực tế trong quá trình trải nghiệm cuộc sống của những quý ông thành đạt, bí quyết thành công hay những bài học ý nghĩa trên hành trình chinh phục đỉnh cao. Đêm ra mắt đặc san Esquire đã thu hút sự quan tâm của những doanh nhân thành đạt và nhiều nghệ sĩ của Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Chuyển sang phần tin tức văn hóa quốc tế, nếu bạn đang tìm kiếm một chỗ ở độc đáo và hoàn toàn riêng tư thì có lẽ một khách sạn trong tháp truyền hình có thể đáp ứng được nhu cầu này của bạn. Chúng ta cùng đến với khách sạn một phòng nằm trong tháp truyền hình trên một ngọn đồi nhìn xuống thủ đô Praha của Cộng hòa Séc. Đã từng bị coi là một trong những kiến trúc xấu nhất của châu Âu, thế nhưng nhờ vị trí tuyệt vời và mô hình độc nhất vô nhị thì khách sạn một phòng này đang trở thành một điểm nổi bật trong thành phố với những tòa nhà đẹp nổi tiếng. Và đây cũng là điểm đến cuối cùng của điểm hẹn văn hóa hôm nay. Cao hơn 70 mét so với mặt đất, phòng nghỉ 6 sao này đã thu 1.000 euro mỗi đêm ngay từ ngày mở cửa 13 tháng 2. Nằm trên một chiếc giường lớn ngắm Praha qua một cửa sổ khổng lồ, tầm nhìn khác biệt với tất cả khách sạn còn lại trong thành phố đã khiến khách sạn này trở nên đắt khách.
Một chàng trai đã đặt căn phòng này để cầu hôn với hôn thê của anh ấy. Vì vậy tôi nghĩ căn phòng này sẽ được sử dụng trong những dịp đặc biệt. Nó không phải là một khách sạn thông thường và nó cũng có thể trở thành một phòng họp riêng biệt nữa. Bạn có thể nằm dài trên một chiếc giường rộng rãi hay thư giãn trong bồn tắm và ngắm Praha, thành phố của những ngôi nhà xoắn ốc. Chỉ cần một vài bước chân xuống chiếc cầu thang cũng xoắn ốc, sẽ có nhà hàng Oblaka, có nghĩa là mây, chào đón bạn. Bếp trưởng Andrei Sukup sẽ đem đến những món ăn nổi tiếng từ châu Á đến món Pháp, nhưng lời khuyên cho bạn là thực đơn xét với món ăn đặc biệt, cổ cừu. Lúc đầu chúng tôi không biết vị khách nào sẽ đến đây, họ là người Séc hay người nước ngoài, có thể quay trở lại hoặc đến một cách tình cờ. Vì thế chúng tôi quyết định làm cho giống các món ăn từ Âu đến Á. Chúng tôi cố gắng thu hút mọi người bằng chính những gì họ thích, tìm ra những gì khách hàng thích là hướng đi của chúng tôi. Do không gian hạn chế của tháp, bếp và phòng ăn được đặt trên các tầng khác nhau. Các bữa ăn được đặt vào một thang máy nhỏ để truyền đi trong khoảng 12 giây. Nhà hàng đã trở nên phổ biến trong thời gian gần đây, cho nên quản lý khuyên bạn nên đặt trước một tuần. Tòa tháp Zhitkov được hoàn thành vào năm 1992, cao 216 m. Đối với những du khách chỉ đến thưởng thức bữa tối và không lưu lại, có thể dừng chân ở độ cao 93 m tại bàn quan sát tòa tháp này.